là trường hợp mà mèo bị nhiễm giun đũa rất là nặng. Trường hợp mèo này là nhỏ giờ chưa được tẩy giun. Đây thì như chúng ta đã thấy thì giun đũa rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta không tẩy thì trong phân, trong các dịch nôn, các cái dịch thải của mèo á, thì nó sẽ có cái trứng áo trùng giun. Thì những dịch này, áo trùng này, trứng này nó sẽ lây vào cho người. Đó, đây là hình giun đũa. Đây là cái bọn mèo mà mới vừa nôn ra. Nôn ra đó 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 nữa đó. Nhiễm giun nặng á, thì nó có những cái triệu chứng điển hình, ví dụ như nôn, nôn ra giun hoặc là tiêu chảy ra giun. Đây thì để chúng ta thấy được cái triệu chứng là nôn ra giun. Đây. Như vậy chúng ta nhìn rõ hơn. Đó. Nhìn nghe không? Những dung này là sống ở trong cái đường ruột của mèo. Khi mà nhiễm dung nặng á, thì mèo nó sẽ nôn ra. Cho nên là chúng ta nuôi chó mèo thì không được chủ quan. Người mình hay nhiễm cái sán chó, sán mèo đó là do là những loại giun này này. Đó, cái này là ở đầu của nó này. Nó có cái tua. Nó sẽ bám vào cái thành mạch của ruột và sẽ hút. Nó giống như là con rắn hổ mang. Quả nó hay nghe. Hệt như là cái đầu con rắn hổ mang này đó, thấy ghê chưa? Nó một khi đã bị nhiễm giun thì chúng mèo á, thì hoặc là chó thì sẽ bị thứ nhất á, là ăn uống kém, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, thậm chí là viêm đường ruột, viêm dạ dày, viêm ruột. Đó là những cái triệu chứng điển hình khi mà con vật bị nhiễm giun. Nhiễm giun này sẽ ký sinh vào trong cái cơ thể mèo và cướp dinh dưỡng, trực tiếp. Đây là nó đang tìm cái điểm để nó bám cái sức tua nó vào. Đang tìm điểm để nó bám vào, nó giữ chặt cái cơ thể nó vào. Bạn thấy nó ngoan ngoãn này. Rất là hiếm để gặp những cái khoảnh khắc, những cái trường hợp như thế này đó bạn. Này nó là khi chúng ta nuôi chó mèo thì chúng ta cần cẩn thận hơn, không được chủ quan, phải đề phòng với những cái trường hợp mà những cái bệnh ký sinh trùng trên chó mèo để tránh bị lây qua sang cho người. À, tiêm thuốc ngủ đó không? Tiêm thuốc ngủ để chuẩn bị thím. Nhiễm giun nặng thì cũng nguy hiểm lắm không? Cho nên là vài hôm sau là về là mình phải tẩy giun hè. Khi nào mà em nó khỏe ổn định rồi là mình tẩy giun. À, ngắn ngon hả? Con rửa nước xà bông rồi đúng không? Ừ, không ra đâu. Hồi nãy cái nguyên nhân rắn ngắn ngon. À, nó không ra đâu.
Bình thường là không cắn đúng không? Không, rồi. Mình cũng được cắn. Bình thường cũng cắn hả? À giờ cũng cắn hả? Giờ cắn thì không vấn đề chơi con hả? Nếu như mà khi không vô cớ nó cắn con á thì mới là vấn đề, mới lo. À. Dẫn thì nó cắn.